Hello, xin chào các đồng chí và anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay Lợi Minh sẽ chia sẻ với anh chị các bạn về phần 2 của vấn đề mà dẫn độ. Anh chị các bạn cũng đã theo dõi những cái thông tin truyền thông đại chúng trên mạng, cũng như một số người bàn tán về vấn đề mà Mỹ nó dẫn độ, nó sang Việt Nam, nó bàn thảo với bên cơ quan an ninh Việt Nam về vấn đề dẫn độ. Anh chị các bạn nên nhớ là cái này Mỹ nó đích thân tới Việt Nam nha anh chị các bạn, để đặng mà nó ký cái hiệp định dẫn độ, chứ không phải là Việt Nam mình đi qua Mỹ để đi tìm cái hiệp định này để mình ký. Các bạn biết rằng Mỹ nó làm cái gì là nó vì quyền lợi của nó. Như là mình đã chia sẻ hôm qua về vấn đề dẫn độ, anh chị các bạn thấy Mỹ nó là một cái con cáo già, nó là một con dao hai lưỡi. Mình chơi với nó bao giờ cũng vậy, mình phải cẩn thận với nó. Luật pháp của nó bút xa ra chết thôi. Các bạn thấy đất nước mình ngày một phát triển đổi mới, vấn đề mà trong cái sự hội nhập của đất nước mình đó, thì anh chị các bạn thấy nó kèm theo những cái vấn nạn. Cho nên thằng Mỹ nó làm ăn với Việt Nam thì các bạn thấy rồi, nó sang Việt Nam để đặng mà nó ký kết cái hiệp định dẫn độ là để vì quyền lợi của nó. Nhưng một số anh chị các bạn hỏi Lợi Minh là khi mà cái hiệp định, hiệp ước mà dẫn độ đó mà được ký thì những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp tụi nó có bị dẫn độ về Việt Nam không? Cái này là một cái câu chuyện nó hoàn toàn khác nha anh chị các bạn. Anh chị em các bạn không nên ngộ nhận về vấn đề này. Nó gọi là the different ball game, nó là một cái cuộc chơi hoàn toàn khác. Thằng Mỹ nó muốn cái hiệp định này ký kết rõ ràng để khi mà những cái vấn đề tội phạm và quyền lợi của nó ở bên Mỹ mà nó bị mất mát đó, thì nó sang Việt Nam để đặng mà nó dẫn độ những cái tội phạm kinh tế, chính trị, vân vân, xã hội rồi ở Việt Nam để nó dẫn độ về Mỹ để đặng mà nó xử tội. Chứ không phải là nó sang Việt Nam nó ký cái hiệp định để nó tìm cái quyền lợi cho mình. Các bạn nên nhớ là như vậy. Là không có nghĩa là nó sang Việt Nam nó ký hiệp định đó là nó sẽ dẫn độ những cái thành phần mà chống phá nhà nước, những thành phần phản động, chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ này. Nó hoàn toàn khác nha anh chị các bạn. Đấy. Nó rất là khác. Ngoại trừ mình, bởi vì cái luật pháp của thằng Mỹ nó không giống ai hết, anh chị các bạn nên nhớ rồi đó. Những cái mà thành phần tôi nói như cái thằng Lý Sở Phạm, thằng Benny Chương, thằng Tân Thái, như là tụi Việt Tân, đồ những cái thành phần mà Đào Minh Quân đồ đó, Đào Tục Quân đồ đó. Các bạn thấy những thành phần này làm cái lũ lừa bịp, tụi nó rất là lưu manh. Tụi nó sử dụng những cái chiêu bài gọi là nó tìm những cái cách mà nó gọi là indirect, là nó không có trực tiếp. Nó không có trực tiếp đánh phá vào Việt Nam. Nó ở bên kia bờ đại dương, nó xúi những người nhẹ dạ cả tin, nó xúi những người này người nọ, và nó có thể len lỏi vào trong cái hoàn cảnh đất nước hiện nay đang phát triển và đổi mới đó. Nó lợi dụng những cái cơ hội nó len lỏi vào, nó có thể về nước, nó hoạt động ngầm, rồi nó bỏ nó trốn, hay là nó đi, nó âm thầm. Đấy. Thì những cái tình trạng này không thể nào bắt nó được, và không tố nó được, không chi nã nó được với lại cơ quan an ninh FBI của Mỹ. Các bạn nên nhớ vậy, tại vì Mỹ vấn đề mà thưa kiện mà bắt người đó nó rất là cẩn thận. Lạng quạng thì nó cái cơ quan của nó có thể bị thưa kiện lại. Cho nên những cái chứng cứ mà phía Việt Nam mình có đưa ra nói tụi này là khủng bố, nhưng mà đối với cơ quan an ninh bên Mỹ nó chưa có đủ hồ sơ để đặng mà nó nộp lên tòa án của Mỹ để đặng mà nó tố những người này và nó đòi dẫn độ về Việt Nam để xử. Các bạn thấy không, nó rất là khó. Cho nên nhiều khi các bạn thấy bên phía Việt Nam mình đưa ra một cái văn bản là gửi lên gọi là gì quên rồi ta, truy nã con Lý Sở Phạm và thằng Đào Minh Quân, nhưng mà phía bên Mỹ nó vẫn làm thinh. Cái này các bạn thấy bởi vì bên Mỹ mình đưa như vậy, cái công dân của nó không có, mấy đứa này nó không có trực tiếp tác động, nó hành động một cách trực tiếp
nhưng mà nó chỉ xúi dục những người khác thôi. Ngoại trừ những cái tụi này mà nó về Việt Nam mà nó tham gia trực tiếp ở tại Việt Nam thì lại khác nữa. Anh chị em các bạn thấy không? Thì nó lại khác nữa. Mấy cái tụi này mà nó sang, nó về Việt Nam mà nó tham gia trực tiếp vào trong những cái vụ mà bạo loạn rồi đó, và tổ chức gì đó. Nhưng các bạn đã gần thấy gần đây đó, có một số người Việt kiều Mỹ về Việt Nam tổ chức vào, trực tiếp vào, thì Mỹ nó để Việt Nam mình xử công dân của nó một cách công bằng, xử công dân nó đúng người đúng tội. Còn chuyện mà nó ngồi bên kia bờ đại dương, nó lên mạng, nó kêu rào, nó thế này thế nọ, tại vì truyền thông trên YouTube đó là bẩn bựa. Thì trước cái tình hình mà luật pháp bên Mỹ, các bạn biết nộp đơn lên tòa án thụ lý hồ sơ rồi đó, qua cơ quan pháp quyền của Mỹ đó, nó có nhiều nhiều giai đoạn lắm, chứ không có phải là mình ký kết hiệp ước dẫn độ là mình những thành phần chống phá đất nước ô hợp bên Mỹ nó sẽ bị dẫn độ vào Việt Nam. No, anh chị em các bạn nên nhớ hoàn toàn khác nhau. Vì đây là cái quyền lợi của thằng Mỹ, nó thấy được những cái tội phạm kinh tế chính trị ngày càng một quy mô. Mà hiện nay theo thống kê của FBI bên Mỹ, anh chị các bạn biết, năm 2018 hơn 8.000 vụ án gọi là cybercrime, đó là những vụ án hình sự phạm tội quy mô ở trên không gian mạng, nó gọi là tội phạm không gian mạng, nó càng một càng rất là quy mô. Cho nên hiện nay bên Mỹ, những người nào mà lập những cái trang mà Facebook mà mạng xã hội đó, bên FBI Mỹ nó đòi hỏi phải có giấy tờ chứng minh, nó gọi là ID, để đặng mà có chuyện gì FBI nó có thể vào để nó điều tra một cách chặt chẽ hơn. Chứ vấn đề mà dẫn độ thằng Mỹ này nó làm gì, nó quyền lợi của nó thôi à. Các bạn đừng nghĩ rằng nó than Việt Nam là nó làm lợi cho mình, nó bỏ con tép thì nó phải bắt con tôm. Mỹ nó vậy đó, mà mình biết khôn nó, mày thả tép mày bắt tôm, mày nghĩ là tao cho mày bắt con tôm à. Mình cũng phải, mình phải chơi, mình phải khôn, mày cho mày bắt con tôm vừa thôi à, chứ không phải con tôm mà con tôm chiến. Các bạn thấy không? Chơi với Mỹ mình phải hiểu nó, để rằng nó không đạp lên trên đầu mình được. Còn không mà nó thấy mà nó đạp trên đầu mình được là nó sẽ đạp. Cái thằng da trắng nó vậy đó, nó chơi nó gác lắm chứ mấy đâu. Ở bên ngoài các bạn vừa thấy là nice, hello how are you, khỏe không, đồ đụng nó cái oh sorry, pardon me, excuse me, thank you, you are welcome, đồ nó lịch sự, ta gọi là lịch sự như người Mỹ mà. Các bạn thấy không? Nhưng mà chết người đấy. Đấy, chết người đấy. Cho nên lại mình chia sẻ về vấn đề dẫn độ, anh chị em các bạn nên lưu ý về vấn đề này. Bởi vì luật pháp của Mỹ nó có cả một cái rừng luật. Bây giờ các bạn thấy tại sao Việt Nam mình đưa những cái lệnh truy nã con Lisa Phạm, thằng Lisa Phạm, con thằng cái thằng tục quần Đào Minh Quân đồ. Biết rằng ở bên Việt Nam mấy người kia khai là nó xúi, nhưng mà cái bằng chứng đó nó cũng chưa có đủ cơ sở để đặng mà cơ quan FBI bên này đưa nó ra tòa. Bởi vì nó không có trực tiếp. Các bạn biết có nghĩa là nó không có trực tiếp, nó không có cùng, nó không có về Việt Nam mà nó tham gia một cái tổ chức làm như vậy. Ở bên kia nó xúi thôi, có nghĩa là nó đi lòn cửa sau, nó lợi dụng cái sơ hở an ninh của mình để đặng mà nó xúi giục. Mình biết là như vậy. Cái tòa án của thằng Mỹ ra mà nói rồi đó, mình phải có cái bằng chứng mà ok, cái thằng Đào Tục Quần hay cái thằng Lisa Phạm nó có về Việt Nam, nó có tổ chức và nó bị bắt ngày đó tháng đó trong cái vụ đó, mà nó bỏ nó trốn về Mỹ, thì cái đó mình sẽ làm đơn tố cáo, mình chụp hình bằng chứng đầy đủ hết, mình tố cáo nó, thì tòa án hay là bên FBI người ta mới thụ lý hồ sơ. Còn không mà mình nói mấy người đó khai nó vậy á, thì vẫn không bắt nó được, ở bên này vẫn không đem nó ra pháp luật. Cho nên cái pháp luật của Mỹ nó rườm rà lắm, các bạn nhìn thấy như vậy chứ. Đụng vô rồi á là nó cả một cái quá trình hồ sơ thụ lý, ngay cả lúc trước tụi nó lại nhà lợi minh cũng vậy.
các bạn biết là mình phải gọi một cảnh sát, cảnh sát nó phải đúc kết hồ sơ, đúc kết hồ sơ chứng từ bằng chứng đâu qua đó rồi nó mới đưa cho FBI hay là còn gọi là detective, gọi là tụi mật thám, rồi nó mới kêu mình lên nó phỏng vấn, nó điều tra như thế nào. Chứ đâu phải tự nhiên các bạn nghĩ rằng là cái chuyện gì các bạn thấy bạn nói là đưa cho cái gọi FBI, giống như thằng khùng lân nó ra nó nói là nó đưa ra cái nó dọa người này kia, nó là đưa FBI, không có chuyện đó. Đó các bạn biết hồi lúc đó lại mình cũng có tố ngược lại một cái thằng, cái tụi đài tin tức ở Arizona, nó gọi là đài tin tức chính đó, số 9 đó, nó lên mình vào trong nó, nó có những cái tội phạm ấu dâm mà nó che đậy trong đó mà nó ngu, nó đưa lên mạng đấy là nó câu view câu like đó, mình có vào mình xem và mình biết cái thanh niên đó, mình có download cái cuộc nói chuyện và những cái vấn đề mà chuyện ấu dâm mà tụi nó bao che nhau, nó tố nhau rồi nó đưa lên cái tin tức và giờ hu của nó, anh chị các bạn. Thì lại mình có tải về cái phần đó, lại mình gọi cảnh sát nó ra hai xe cảnh sát, tại vì nó nghe tội ấu dâm mà mình đưa cho nó, mình đầy đủ hết những cái cuộc nói chuyện của tụi nó thế này nọ, nó nói cái này nó không thể nào nhận hồ sơ được, tại vì nó không có lô, không phải là thuộc về local của nó không thuộc về địa phương của nó. Nó nói là mình phải vô trong Phoenix, nó mới hỏi tôi biết cái nhà cái người này, thanh niên này ở đâu không, cái người này ở đâu không, nó tôi biết cái người này, nó nói phải vào trong đó, mình phải file cái hồ sơ đó lên ở cái địa phương đó, thì cảnh sát ở đó người ta mới thụ lý cái hồ sơ đó và họ mới đưa lên FBI để xử lý. Còn ở trong đây mình đưa nó vậy tôi đưa cho mấy ông đưa lên cho bên đó, nó không nhận, nó nói nó không thuộc về cái district của nó không thuộc về cái quận của nó. Các bạn nên nhớ ở bên Mỹ nữa, luật pháp nhiều khi tiểu bang này qua tiểu bang khác nó đã có những cái luật khác rồi, thành phố này qua thành phố khác nó lại có những cái luật khác của nó rồi. Tôi nói thành phố thôi nha, còn trong thành phố nó còn chia ra những cái địa phương riêng của nó đấy, các bạn thấy. Cho nên cái luật pháp của Mỹ nó rất là, các bạn thấy gì vậy, nó có cả một rừng luật mà, chứ đừng có nghĩ là nó đơn giản. Bởi vì tôi nói với các bạn mà áp dụng luật pháp theo kiểu Mỹ mà ở trên Việt Nam, dân Việt Nam mà chỉ ngồi khóc kêu trời thôi, mà khóc mà kêu trời. Hôm nay tôi cũng có vào xem một bài viết của một cái diễn đàn nói về vấn đề mà ở Việt Nam, về cái vấn đề mà solar đồ này kia, đem cái bài câu chuyện của bên nước Mỹ ra. Tôi thấy có một người đưa lên câu chuyện nước Mỹ là dân Mỹ ở bên Cali đó, chính quyền địa phương nó kêu, nó bắt là người dân phải nhà mới xây là phải có hệ thống năng lượng mặt trời và được tài trợ 10.000 để đặng mà gắn năng lượng mặt trời. Ô, tôi thấy một số người trong nước lên, ô ước gì mà chính phủ mình phải làm như vậy, ước gì chính phủ mình phải làm như vậy thì dân đỡ khổ. Các bạn thấy đó, những cái cách marketing của Mỹ nó làm như vậy á, rất là hấp dẫn, nghe thì rất là hấp dẫn, nhưng mà khi vướng vào rồi thì nó hoàn toàn khác. Mà dân mình thì chỉ nghe thôi, thằng Mỹ nó marketing rồi em lên ngồi đó, tôi thấy những người dân trong nước nó lên, ô mình còn đi xa không người ta, mình còn tụt hậu, chỉ có hệ thống năng lượng mặt trời đó. Các bạn thấy, tôi nhớ cái bài đó, tôi thấy có một số người họ đăng lên đó, họ nói nước Mỹ người ta cái gì cũng đi trước, người ta lo cho dân. Nhưng mà họ đâu có hiểu đâu. Cái thằng chính phủ nó khôn tốn cha luôn, nó marketing vậy. Các bạn biết những người mà lý cái gọi là lý cái hợp đồng đó, nó cho anh 10.000 mà nó nện cái hệ thống năng lượng solar mặt trời lên nóc nhà anh đó. Nó cho anh 10.000 xong rồi nó lấy anh hàng tháng cái payment, anh phải trả góp cái payment cho nó. Các bạn biết gọi là lease, gọi là hợp đồng á, 10 năm 15 năm tới chừng dướng vô rồi một cái, anh Lợi Minh ơi, anh Lợi ơi, anh có cách nào anh giúp em get out cái hợp đồng được không? Em ký làm sao em get out được. Ở bên Arizona này tôi biết có nhiều đứa nó bị dướng vào mấy cái đó. Nó gọi, nó nói tôi khi em đã ký hợp đồng của nó rồi là em xong, em phải mãn hợp đồng của nó, em hủy hợp đồng của nó, em vẫn phải trả nợ cho nó. Thấy nó như vậy đó, chắc nhiều khi mình cứ tưởng giống như trong mơ vậy. Cho nên các bạn nên nhớ đó, thằng Mỹ nó làm cái gì, nó cái quyền lợi của nó đặt cao lắm, cho nên chơi với nó
cứ cẩn thận đề phòng thôi. Mà tiền cháu cháu múc thì tiền chúc cháu đông, cái chuyện dẫn độ luôn các bạn thấy. Bây giờ thì nó chỉ muốn hợp thức quá thôi, còn mấy cái đám mà chống cộng cực đoan ô hợp bên Mỹ này, đối với tôi á, một số các bạn nghĩ rằng nó được tài trợ của chính phủ, không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ. Theo tôi biết, các bạn biết tụi nó bên này nó quyên góp mạnh lắm, nó quyên góp rất là mạnh, nhất là cái nhóm công giáo cực đoan 5754, các bạn biết cái đám mà nó tôn thờ ông Diệm cực kỳ cực đoan. Các bạn mà lên mạng vào những cái diễn đàn chống cộng cực đoan của tụi nó, chống cực kỳ hỗn độn, cực kỳ cực đoan. Tôi nói cho các bạn một điều vậy, tụi nó quyên góp mạnh lắm. Chứ hàng Mỹ, cái gì mà quốc gia nào mà khi nó đã ban giao rồi đó, quyền lợi của nó là trên hết, đừng có hòng mà ai có thể xâm phạm vào. Cho nên các bạn thấy gần đây cũng một số những thành phần mà Việt kiều Mỹ mà về bển tham gia chống phá nhà nước đó, bị bắt Mỹ nó cũng làm thinh thôi, làm ngơ thôi. Nhưng các bạn thấy trường hợp thằng William Nguyễn, nó là một đứa trẻ, nó bị lợi dụng thôi, cho nên nhà nước Việt Nam mình khoan hồng cho nó. Thì thấy nó còn trẻ, theo tôi biết nó đã khai báo cái gì khẩn cấp, cho nên nó được sự khoan hồng, nó được trả tự do trong vòng bao nhiêu ngày. Còn những hành phạt chỉ lại cái sự nó chở nó về nó cũng không có hiểu gì về Việt Nam, nó chỉ xuống đường với người ta trong cái lúc mà nhốn nháo vậy thôi. Các bạn thấy nó hoàn toàn khác ngược nhau. Nhưng mà những cái tay mà chống cộng mà về bển mà nằm hoạt động rồi, các bạn thấy giống như cái tên mà lợi dụng trong cái về mà nó trà trộn vô đi dạy học rồi đó. Hiện nay cái con Trần Thị Ái Liên, con này cũng nguy hiểm lắm. Cái con khốn kiếp này nó cũng rất là nguy hiểm đó các bạn. Nó cũng cài về đó. Nhưng mà nhà nước của mình để yên coi nó làm cái gì. Con Trần Thị Ái Liên, con này nó cũng của Việt Tân. Cái tụi này nó rất là khốn nạn. Nó lợi dụng những cái người nhẹ dạ cả tin, các bạn biết không? Nó len lỏi vào trong cái sự kém hiểu biết của một số người. Người ta không có cập nhật được những cái thông tin đa chiều. Như các bạn thấy ở trong nước, các bạn thấy như nãy tôi nói về, chỉ có một bài báo của Mỹ nó đưa lên, nó nói về tình trạng mà gắn hệ thống mà chính phủ địa phương ở Cali nó khuyến khích người dân gắn hệ thống năng lượng mặt trời solar đó, mà nó khuyến khích gắn mà nó bắt buộc nữa, nó bắt buộc phải gắn nữa. Những các loại nhà, những khu nhà mới đó, nó được giảm 10.000 đô cho đến 20.000 đô đó. Rồi mà dân trong nước mình nó đâu có hiểu cái phía sau đó những cái bản án như thế nào đâu, những cái hợp đồng như thế nào đâu. Các bạn thấy cái hợp đồng nó ràng buộc như thế nào đâu, họ đâu có thấy đâu, họ đâu biết đâu. Họ cứ nghĩ là ô cái nện cái miếng solar lên nhà là được giảm tiền cái này cái nọ, nhưng mà họ đâu có biết cái sự ràng buộc làm sao. Ô họ ca ngợi nước Mỹ, họ ca ngợi. Các bạn thấy tôi vào tôi xem, tôi nói đừng có thấy như vậy là tưởng là thật. Ngay cả các bạn thấy như cái thằng linh mục Nguyễn Hữu Nam gì đó, cái thằng đó các bạn thấy nó vô nó cũng xúi dục, nó dùng tôn giáo nó xúi dục những người nhẹ dạ cả tin thế này nọ. Hôm kia tôi vào tôi trả lời với nó có một câu mà trả lời không được, cho người nó block mình luôn. Các bạn mấy không, mấy cái tụi này nó rất là xảo trá, bởi vì nó ăn tiền của cái tụi chống cộng ở hải ngoại. Hiện nay cái nhóm công giáo trong nước, nhóm công giáo cực đoan á, tôi gọi là cái nhóm công giáo cực đoan á, các bạn, cái nhóm này nó đang ăn tiền quyên góp của những thành phần chống phá đất nước hải ngoại thôi, chứ Mỹ nó không có tài trợ mấy cái thành phần bá dơ được. Tôi biết được làm việc với nó, tôi biết vậy, nó không có tài trợ đâu. Chứ lại cái hiện nay cái đồng tiền của Việt Nam với Mỹ nó chênh lệch quá lớn, cho nên tụi nó còn tài trợ nổi, các bạn biết. Nhưng mà cứ để cái một lúc nào đó nó mệt mỏi, nó hết chịu nổi thì nó cũng tan hàng gã đám thôi. Như cái bọn họp Nam Thục này, mấy cái tay này hiện nay nó chỉ nhờ ăn được những cái đồng tiền của tụi chống cộng ở hải ngoại thôi, cho đến khi nào mà nó ăn không được nữa thì nó cũng tan hàng gã đám. Cái đám này nó ô hợp này, tại vì nó chống, mà các bạn vào xem những cái cách của nó dùng tôn giáo để đặng mà nó tẩy não những cái giáo dân, họ đặt cái niềm tin của họ ở bề trên rất là cao, và họ không nhìn thấy cái gì mà đúng.
đúng sai họ chỉ biết dạ và vâng thôi, chỉ tội cho họ như vậy thôi. Cho nên anh em chúng ta lên trên này, chúng ta cần phải tuyên truyền làm sao cho nó đúng. Những lời nói anh chúng ta ít nhưng mà nó sẽ phát ra, nó sẽ có, nó được phát tán trên những cái kênh truyền thông chính thống, để những cái thông tin chính xác nó đến với những người nghe và nó sẽ lan tỏa ra. Tôi rất là vui nhiều khi có những người gọi tôi nói rằng biết được những cái tin tức mà mình nói, họ nghe được trên Yahoo qua những cái kênh chính thống như vậy, các bạn biết rất là vui, rất là khích lệ, vô cùng khích lệ. Một lần nữa xin chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha, lại mình chia sẻ để anh chị các bạn thấy về vấn đề dẫn độ và những cái sự ngộ nhận mà một số người người ta chưa có thấy được vấn đề dẫn độ hiện nay. Thằng Mỹ và các bạn nó qua Việt Nam mà cái này tự động nó mò qua Việt Nam chứ mình đâu có mò qua nó, mình đi kiếm nó để rằng mình dẫn độ mấy cái đám kia về đâu, tại vì mình không có cần. Tao cho mày chấm, tao để mày chấm xem coi mày chấm cỡ nào, trong khi đó cái sự làm việc của đảng và nhà nước và đường lối rất là chín chắn vì lợi ích dân tộc, anh chị các bạn thấy. Còn tụi nó chống tào lao tào la, khi mà dân đã thấy được cái sự thật, dân quay ra cốc đầu lại tụi nó. Các bạn thấy không, cái hay là chỗ đó. Nhiều khi mình ngồi mình cảm thấy bức xúc, mình cảm thấy tức, tại sao nhà nước Việt Nam không ra tay về những cái vấn đề mà một số những thành phần mà chờ tìm cách chống phá đến đất nước hiện nay. Tôi thấy anh đâu nói chuyện các bạn, người lãnh đạo Việt Nam người ta rất là giỏi, người ta nhìn 5 năm 10 năm chứ người ta không có nhìn những cái mà trước mắt như một số anh em chúng ta nhìn đâu. Chào anh Long Thủy, chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Thì vấn đề dẫn độ là mình chia sẻ thêm để anh chị các bạn bạn thấy trong cái cách làm việc của tụi Mỹ, bạn thấy nó sợ mất đi những cái an ninh quốc gia, chính trị, kinh tế, xã hội của nó bất ổn thì nó sang Việt Nam mình để đặng mà nó hợp thức quá về vấn đề dẫn độ thôi. Những người công dân của nó hay những người nào mà làm việc đối tác của nó hay là những người thường trú nhân của nó mà xâm hại đến quyền lợi kinh tế chính trị của nó ở quốc gia của nó mà bỏ trốn sang Việt Nam để đặng mà giống như một cái quốc gia gọi là safe haven, một cái quốc gia mà để cho những kẻ tội phạm nó trốn vô thì rất là nguy hiểm. Cho nên nó phải có những cái hiệp định dẫn độ để nó có thể dẫn những cái tội phạm này trở về quốc gia nó mà nó xử. Còn những người mà công dân của nó, như người Việt của mình mà trở về đất mẹ, trở về nơi cư trú, quê hương xứ sở gốc của mình mà những người này mà phạm tội đó, thì nó vẫn để phía Việt Nam mình trừng trị thẳng tay. Như các bạn thấy những cái bản án mà những thành phần phản động chống phá đất nước nó về Việt Nam lãnh những bản án rất là thích đáng, 18 năm, 20 năm, 12 năm. Và có những tên bị trục xuất, những cái tên giáo sư gì Hoàng Minh gì đó, Hoàng gì đó, Hoàng Minh Quang qua gì cái quỷ gì đó, các bạn thấy. Còn Việt Nam mình mà nếu mà nói là ký hiệp định dẫn độ là mấy thành phần chống cộng nó sẽ bị dẫn độ về không đâu anh chị các bạn, tại tụi nó bên bờ đại dương này mà, nó chống bằng mồm mà. Các bạn biết nó ngồi đó nó chống bằng mồm, nó ngồi đó nó xuyên tạc rồi nó phá hoại đó. Thì cái đó các bạn biết về vấn đề mà tự do ngôn luận thì với lại trên YouTube rồi truyền thông của nó toàn là truyền thông bẩn không, thì các bạn nó mày nói đi, mày cứ nói cho đã thôi, sự thật như thế nào người dân người ta sẽ hiểu. Bởi vì cái dân trí Việt Nam càng lúc người ta càng cao lên, người ta càng ý thức, người ta càng hiểu biết nhiều hơn, chứ người ta đâu có đi thụt lùi đâu. Chỉ có cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ này là tụi nó là những thành phần đi thụt lùi đó, nó đi thụt lùi trước cái sự phát triển của nhân loại và nói chung và của đất nước Việt Nam mình nó đi. Các anh chị các bạn thấy đó. Cho nên anh em mình trên này thì gốc một cái phần tiếng nói nhỏ nhỏ nhưng mà nó sẽ tác động, tôi tin vào điều đó nó sẽ tác động để đẩy lùi những cái nhóm chống cộng cực đoan ô hợp này ra phía sau. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Thì lại mình chia sẻ thêm để anh chị em các bạn thấy về vấn đề dẫn độ và những
những cái mà liên quan đến xã hội hiện nay, thì dẫn độ thì những cái tội phạm mà các bạn thấy ở bên Mỹ này, mà người Việt của mình mà chạy Việt Nam trốn hàng Mỹ, nó qua nó lôi đầu về hoài à. Qua Việt Nam nó lôi đầu, tôi theo dõi tin tức đồ, vấn đề mà criminal bên này trong cái cộng đồng người Việt được, nó làm thinh vậy đó, thằng Mỹ nó làm thinh vậy đó, nó làm thinh, nó không nói, nó để ngầm 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 vậy, tới chừng nó lụm cái coi như là dặn vô dách hết trơn à. Nói chừng nó làm là nó làm thiệt à, chứ nó không có làm giả. Không phải giống như mấy đám chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ này, nó tào lao mía lao đúng không? Nó ra đó nó dựng khán đài võ đài. Tự nó tự biên tự diễn tự đấu rồi tự đá tự đấm với nhau. Thành ra anh em chúng ta là những người yêu nước chân chính bất vụ lợi, mỗi một ngày chúng ta cứ chia sẻ với nhau những cái gì nó đúng đắn, nó thực tế, để cùng nhau học hỏi và xây dựng lẫn nhau, góp một phần nhỏ bé nào đó để xây dựng đất nước, bảo vệ sự bình yên của tổ quốc mà cha anh chúng ta đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu. Ngày hôm nay anh em chúng ta có được, mình được lên mạng, mình được vào trong những cái mạng xã hội, mình được tiếp cận với không gian mạng, và cái cuộc sống ngày hôm nay các bạn thấy càng lúc nó càng tốt hơn, mặc dù nó cũng có những cái tiêu cực, nhưng mà cái sự tiến bộ nó vẫn đi lên, chứ nó không đến nỗi mà thụt lùi. Thành ra chúng ta cần phải góp một phần nào để cho đất nước nó ngày càng tốt đẹp hơn. Thì đối với mình, phản đối là để bày tỏ sự hiểu biết, đẩy lùi tiêu cực của một xã hội. Nhưng mà mình phải phản đối làm sao cho nó chín chắn và cho nó có cái sự hiểu biết, chứ không phải kiểu mà tào lao mía rau. Bút thì có quốc pháp, gia thì có gia quy. Đất nước mình có tổ chức, có một hệ thống chính quyền đàng hoàng. Khi mình tham gia một tổ chức nào cũng vậy, dù là tổ chức tự phát, nó cũng phải có một cái hệ thống trên dưới rõ ràng, chứ không phải loạn cào cào, chứ không phải kiểu loạn 12 sứ quân được. Thành ra thôi, lại mình xin chia sẻ với anh chị các bạn tới đây để chúng ta thấy được những cái sự việc quanh ta. Thôi xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.